Bí quyết giải thoát. Lời Phật dạy: bí quyết thành tựu của đạo Phật chỉ có hai điều kiện quan trọng nhất. Một, giữ tâm không phóng dật. Hai, thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình. Chú giải: con đường tu tập giải thoát của Phật giáo không phải cần nhiều pháp môn, chỉ có hai pháp quan trọng nhất cho con đường tu tập này, đó là giữ tâm không phóng dật và thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình. Vậy giữ tâm không phóng dật và thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình như thế nào? Một, giữ tâm không phóng dật. Các bạn đều biết những pháp môn tu tập này chứ? Đó là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thân hành niệm. Nhờ các pháp này tu tập, tâm lần lượt sẽ không phóng dật. Vậy các bạn hãy cố gắng tu tập, đừng biến trễ. Hai, thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình. Chắc các bạn đều biết những pháp môn tu tập này chứ? Đó là pháp môn phòng hộ sáu căn, pháp môn như lý tác ý. Khi tu tập, các bạn phải thiện xảo, khéo léo, áp dụng đúng thời, đúng lúc thì rất hữu hiệu, đạt kết quả rất cao. Người nào tu tập thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình là con đường tu tập sắp đến đích. Còn ngược lại, không thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình, thích nói chuyện, thích tập họp thì con đường tu tập sẽ còn xa lắm, biệt mù. Biết rõ những điều này, các bạn cần lưu ý hai pháp trên đây. Vì thương xót chúng ta mà Đức Phật mới nhắc nhở. Vậy chúng tôi mong các bạn cố gắng tu tập nhiều hơn nữa để chứng minh cho các nhà đại thừa biết rằng chúng ta tu theo pháp thiền định của Nguyên Thủy mà kết quả rõ ràng và cụ thể.